Xin chào các bạn đến với khóa học Docker cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi thứ 13. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là tiếp tục làm việc với này Docker Image. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là thực hiện cái công việc gọi là Docker Drive hay là pin up hay là tạo ra một cái Docker Image mới. Thì bữa trước là cái buổi 12 thì tôi cũng đã giải thích cho các bạn là cái khái niệm Docker Image và tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn là làm một số cái thao tác hay là một số cái tương tác phổ biến với lại Docker Image. Thì ở các buổi trước á, thì tôi hướng dẫn cho các bạn là thao tác với lại những cái email mà nó có sẵn là những cái email mà chúng ta pull hay là chúng ta download từ trên cái trang Docker Hub về. Còn ở trong cái buổi hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là thực hiện để mà build và tạo ra một cái email mới. Đó thì đây là cái nội dung của cái bài học hôm nay. Đó thì bây giờ tôi sẽ đi trình bày cho các bạn cái nội dung của cái bài học hôm nay. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu làm thế nào để mà chúng ta có thể tạo ra được một cái Docker image mới. Thì về cái thuật ngữ hay là về cái keyword để mà tạo ra một cái Docker image mới thì họ gọi là Docker Drive, hoặc là họ gọi là container Drive, hoặc là họ gọi là pin up. Thì khi mà các bạn là đi làm việc ở ngoài công ty thì nếu mà họ giao cho bạn một cái task, một cái công việc mà có những cái title như là Docker Drive này, hoặc là container Drive này, hay là pin up, thì các bạn cứ hiểu đó là cái những cái tác vụ mà liên quan đến cái việc mà tạo ra một cái Docker image mới cho cái ứng dụng của các bạn. Thì về cái việc mà tạo ra một cái email mới thì nó bao gồm những cái bước sau. Thì bước thứ nhất là chúng ta sẽ đi chuẩn bị một cái source code của một cái ứng dụng gì đó. Thì cái source code này nó có thể là những cái mã nguồn viết bằng ngôn ngữ Java này, .NET này, Golang này, Node.js này, hoặc là React này, hoặc là bất kỳ cái ngôn ngữ gì đó cũng được. Rồi theo là đến step thứ hai thì chúng ta sẽ đi tạo ra cái file Docker file, và chúng ta sẽ đi define, chúng ta sẽ đi thiết lập những cái chỉ dẫn cho cái file Docker file của chúng ta. Rồi cuối cùng là cái step thứ ba thì chúng ta sẽ đi build và tạo ra cái file email, và sau đó thì chúng ta sẽ đi kiểm tra xem là cái file email của chúng ta nó đã được tạo ra thành công hay chưa, và sau đó thì chúng ta sẽ đi triển khai cái email của chúng ta lên những cái Docker container và chúng ta kiểm tra xem là cái ứng dụng của chúng ta nó đã chạy thành công hay chưa. Thì ở dưới này thì nó có cái minh họa về cái quá trình mà tạo ra một cái email mới này. Thì đầu tiên thì chúng ta cần phải có cái file Docker file, và sau đó thì chúng ta sẽ đi định nghĩa những cái chỉ dẫn cho cái file Docker file này, và sau đó thì chúng ta sẽ đi gõ những cái lệnh như là Docker build để mà build để mà tạo ra cái Docker image, và sau đó thì chúng ta sẽ đi triển khai cái email của chúng ta lên trên những cái Docker container và chúng ta sẽ đi kiểm tra xem là cái ứng dụng của chúng ta nó đã chạy lên thành công hay chưa. Đó thì đây là về cái quá trình mà tạo ra một cái Docker image mới. Thì về một số cái khái niệm như là Docker file ấy, thì ở cái slide tiếp theo tôi sẽ đi trình bày chi tiết hơn cho bạn về cái file Docker file này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đi giải thích cho bạn về cái file gọi là Docker file. Thì cái file Docker file á thì nó là một cái file mà có những cái chỉ dẫn để mà cho cái công cụ Docker nó tạo ra được một cái Docker image mới á. Thì các bạn cứ hiểu đơn giản về cái Docker file này nó như vậy. Thì ở bên dưới này á thì nó có một cái ví dụ về một cái file Docker file này. Thì ở đây thì nó có những cái chỉ dẫn như sau. Thì đầu tiên là cái dấu thăng, thì đây là những cái chỉ dẫn về cái comment ấy. Thì trong cái file Docker file, nếu mà các bạn có những cái dòng mà các bạn muốn comment thì các bạn bắt đầu bằng cái dấu thăng như vậy. Rồi theo là cái chỉ dẫn form. Thì cái chỉ dẫn form này á thì chúng ta sẽ sử dụng để mà thiết lập cái base email cho một cái Docker email mới của chúng ta ấy. Thì ví dụ như là cái email mới của chúng ta nó cần một cái môi trường gọi là Node.js hay là môi trường Maven vân vân, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái base email liên quan đến ví dụ như là Node.js. Thì chẳng hạn như ví dụ như là trong cái file Docker file này thì chúng ta cần cái môi trường của Node.js, thì chúng ta sẽ form Node.js 2.18 cái ampi như vậy. Rồi tiếp theo là cái chỉ dẫn cuộc bia, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ dẫn này để mà thiết lập và tạo lập một cái folder làm việc ở trong cái Docker container. Rồi theo là cái chỉ dẫn copy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ dẫn này để mà copy các file hay là copy các tệp mà liên quan đến cái source code của chúng ta. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ đi copy những cái file, những cái tệp ở cái folder hiện tại và vô trong cái folder hiện tại. Thì cái dấu chấm thứ nhất tức là nó đại diện cho những cái file, những cái folder hiện tại, và cái dấu chấm thứ hai nó cũng đại diện cho những cái folder hiện tại luôn. Thì đối với cái chỉ dẫn copy này thì chúng ta có thể copy những cái file ở cái đường dẫn từ một cái nguồn nào đó rồi theo là tới một cái target nào đó, thì các bạn cứ hiểu cái chỉ dẫn copy này nó đơn giản như vậy. Rồi theo là cái chỉ dẫn run, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ dẫn run này để mà
thiết lập những cái comment hay là thiết lập những cái lệnh để mà chạy mà liên quan đến cái việc mà như là cài đặt dependency này, liên quan đến cái việc mà nhiều cái source code của chúng ta, thì chúng ta sẽ đi sử dụng những cái chỉ dẫn như là chỉ dẫn tân này, rồi theo này là cái chỉ dẫn CMD, thì chúng ta sẽ đi thiết lập cái comment hay là thiết lập cái câu lệnh mà mặc định để mà tạt ứng dụng khi mà chúng ta chạy cái ứng dụng Docker image của chúng ta lên trên cái Docker container, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái lệnh default để mà chạy cái ứng dụng. Rồi tiếp theo là cái chỉ dẫn expose, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ dẫn này để mà thiết lập cái port cho cái ứng dụng chúng ta nó lắng nghe ở trên cái container đó. Thì đây là một số cái chỉ dẫn cơ bản, một số cái chỉ dẫn quan trọng mà phổ biến khi mà làm việc với lại Docker file. Rồi ngoài ra thì nếu mà các bạn nào muốn tìm hiểu thêm về những cái chỉ dẫn khác mà liên quan đến cái file Dockerfile, thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn. Thì để mà tìm hiểu về những cái chỉ dẫn mà liên quan đến cái file Dockerfile á, thì các bạn cũng quay lại cái trang tài liệu của đằng Docker là cái trang doc.docker.com này. Rồi theo thì các bạn đi vô cái phần menu default đây này. Rồi theo thì các bạn đến cái phần Dockerfile default này này. Thì ở trong cái trang hướng dẫn này á, thì nó sẽ liệt kê cho các bạn đầy đủ những cái lệnh chỉ dẫn liên quan đến cái Dockerfile ở đây này. Đó, thì các bạn hãy vô đây và đọc và tìm hiểu thêm. Rồi theo thì tôi sẽ đi demo cho các bạn là làm cái bài nắp để mà build và triển khai cái ứng dụng của chúng ta ra cái Docker image. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn như sau. Thì các bạn bây giờ các bạn sẽ đi vô cái phần menu Get Started đây này. Rồi theo thì các bạn đến cái phần Docker Workshop đây này. Thì ở trong cái workshop này á, thì nó có những cái bài hướng dẫn để cho chúng ta có thể containerize hay là dockerize hay là tạo ra một cái Docker image mới này. Thì các bạn đọc đấy cái bài part 1 containerize and application này. Thì trong này thì nó sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn về demo để mà làm dockerize cho một cái image này. Thì các bạn phải đọc qua về cái hướng dẫn của nó ở đây này, thì nó có cái phần đi require side này, tức là những cái yêu cầu để mà thực hiện build và tạo ra một cái image mới này. Rồi tiếp theo thì các bạn đọc tới cái phần get the app này, thì trước khi mà chúng ta build và tạo ra một cái Docker image mới á, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái source code liên quan đến cái project để mà chuẩn bị á. Thì ở đây á, thì các bạn thể copy cái lệnh git clone này này để mà các bạn nôn cái source code về. Thì nếu mà các bạn đã cài đặt Git ở trên cái máy của bạn, thì các bạn thể copy cái lệnh Git clone này để mà clone cái source code về chẳng hạn. Hoặc là nếu mà các bạn chưa cài đặt Git thì các bạn có thể vô cái trang GitHub. Thì tôi sẽ mở cái trang GitHub ra cho các bạn này. Thì các bạn thể vô cái đường link của cái trang GitHub này này. Và các bạn vô cái phần code ở đây này. Rồi theo thì các bạn chọn đến cái tự chọn là download zip này này. Rồi các bạn click vô thì nó sẽ download cái file zip về. Và các bạn giải nén ra và các bạn đi vô trong cái folder source code của nó để mà các bạn sử dụng. Còn của tôi thì tôi đã cài đặt Git rồi, thì tôi sẽ copy cái lệnh Git clone ở đây và tôi sẽ đi clone cái source code của nó về này. Thì tôi sẽ đi vô trong cái folder training Docker Basic ở đây và tôi sẽ mở một cái Git bash này. Thì nếu mà máy của bạn đã cài đặt Git rồi thì nó sẽ có những cái tool như là Git bash này, thì tôi sẽ mở cái Git bash lên này và tôi sẽ đi clone source code này. Thì tôi sẽ bash cái lệnh clone source code của tôi vô đây. Rồi theo tôi nhấn Enter này. Đó thì nó đã load source code về cho tôi xong này. Thì tôi sẽ quay lại cái folder source code của tôi này. Thì nó đã load được một cái folder source code đó gọi là cái Getting Started App này này. Thì bây giờ tôi sẽ đi mở cái source code này lên bằng một cái tool gọi là Visual Studio Code này. Thì trên máy của tôi nó có một cái tool gọi là Visual Studio Code này. Thì các bạn nên cài đặt cái tool này để mà sử dụng cho dễ dàng nha. Thì về cái việc mà download và cài đặt ấy, thì các bạn cứ lên Google và các bạn search download Visual Studio Code và các bạn download cái file cài đặt về và các bạn double click vô và các bạn cứ nhấn next test thì nó sẽ cài đặt cho các bạn nha. Đây tôi sẽ mở cái tool Visual Studio Code này này. Rồi theo thì tôi sẽ chọn vô cái file này, tôi sẽ chọn open folder này. Rồi tiếp theo tôi sẽ mở cái folder chứa source code của tôi là cái folder Getting Started App này. Đây thì đây là cái folder source code của tôi này, thì cái cấu trúc của nó như vậy. Đó thì như vậy là chúng ta đã xong cái bước thứ nhất là cái bước chuẩn bị một cái source code. Thì chúng ta sẽ đi sử dụng cái source code mẫu của thằng Docker nó cung cấp cho chúng ta cái project mẫu này. Rồi theo là đến cái step thứ hai là chúng ta sẽ đi tạo ra cái file Dockerfile. Thì các bạn quay lại cái trang tài liệu của thằng Docker này này.
Rồi theo thì các bạn đến cái phần Builder App Image này này. Thì ở trong này á, thì nó có hướng dẫn cho các bạn tạo ra cái file Dockerfile này, này. Thì các bạn phải CD vô cái đường dẫn, rồi CD tới cái project của các bạn á. Và các bạn có cái lệnh tot Dockerfile này, này. Thì nó sẽ tạo ra một cái file gọi là Dockerfile trống cho các bạn. Còn trong cái trường hợp của tôi thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra cái file Dockerfile ở trên cái tool Visual Studio Code luôn, hay là VS Code luôn. Đó thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Đây tôi sẽ quay lại VS Code này. Và trong cái folder source code của tôi thì tôi sẽ new một cái file này. Tôi sẽ tạo ra một cái file gọi là Dockerfile. Và cái file Dockerfile này ấy, thì chúng ta sẽ không cần thêm cho nó bất kỳ một cái extension nào hết. Và chúng ta chỉ có cái tên là Dockerfile như vậy thôi. Rồi theo tôi nhấn Enter này. Rồi theo tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn thiết lập những cái chỉ dẫn cho cái file Dockerfile này. Thì các bạn quay lại cái trang tài liệu của thằng Docker này. Thì ở đây thì nó có cái phần hướng dẫn để mà add những cái content cho cái file Dockerfile này. Thì các bạn thể copy cái content của nó ở đây này. Rồi theo thì các bạn paste cái content của nó vô trong cái file Dockerfile như vậy. Thì về những cái chỉ dẫn như là những cái chỉ dẫn về dấu thăng rồi mấy chỉ dẫn form vân vân thì tôi cũng đã giải thích cho bạn ở cái slide về cái giới thiệu về cái file Dockerfile rồi. Đó. Rồi theo tôi sẽ click cho save này. Rồi tiếp theo thì đến cái step thứ ba thì chúng ta sẽ đi build cái ứng dụng của chúng ta ra cái Docker image. Thì các bạn này đọc tới cái phần build the image using the following command này. Đó thì nó có hướng dẫn cho các bạn về cái việc mà build này. Thì các bạn phải CD vô trong cái đường dẫn rồi CD tới cái folder source code của các bạn. Thì sau đó thì các bạn run cái lệnh Docker build này. Chữ T này, chữ T là viết tắt của task này. Rồi theo là cái tên mà các bạn muốn thiết lập cho cái email của bạn này. Rồi theo là chấm này. Thì cái chỉ dẫn là cái dấu chấm này này ấy. Thì chúng ta sẽ build ở tại cái folder mà chứa cái file Dockerfile ở cái folder hiện tại mà có cái chứa cái file Dockerfile á. Thì tôi sẽ copy cái lệnh Docker build này. Thì tôi sẽ quay lại cái VS Code này. Thì tôi sẽ mở một cái terminal mới ở trên cái tool VS Code rồi này. Thì tôi hiện giờ thì ở trên cái terminal này này thì tôi đang ở cái folder hiện tại của cái source code rồi này thì tôi sẽ bắt cái lệnh build của tôi cho đây luôn. Còn trong cái trường hợp mà các bạn sử dụng một cái tool như là command run hay là cmd á thì các bạn cũng nhớ là các bạn cần phải cd vô trong cái folder source code của các bạn. Rồi theo thì các bạn sẽ bắt cái lệnh docker build vô trong cái terminal của bạn như vậy. Đó. Rồi theo tôi sẽ nhấn enter để nó build này. Đó thì bây giờ thì nó đang bắt đầu build cho tôi này. Thì các bạn lưu ý là các bạn cần phải mở cái công cụ Docker Engine của các bạn lên thì các bạn mới build được nha. Thì ở trên máy của tôi thì tôi đã mở cái công cụ của Docker Desktop lên rồi á. Đó thì bây giờ thì nó đang build bình thường cho tôi này. Rồi, nó đã build xong được cái Docker image cho tôi này. Thì tôi check lại cái Docker console ở cái terminal của tôi này thì hiện giờ đó thì nó không có cái lỗi gì hết này. Rồi theo tôi sẽ đi dẫn cho các bạn là check xem là trên cái máy của tôi nó đang có bao nhiêu cái Docker image này. Thì ở trong cái terminal này thì tôi sẽ gõ cái lệnh Docker image add này. Đó thì bây giờ thì các bạn thấy là nó vừa tạo ra cho tôi một cái image mới là getting started này và task là native này và cái thời gian tạo ra thì nó cách đây khoảng 1 phút này. Và cái size đây là cái dung lượng của cái file email của tôi này. Rồi thì ngoài cái cách mà sử dụng cái lệnh Docker email add này để mà check cái xem là cái email nó có ở trên cái máy của tôi hay chưa thì ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng cái tool gọi là Docker Desktop để mà kiểm tra này. Thì các bạn mở cái tool Docker Desktop lên này và các bạn vô trong cái tab email này. Đó thì bây giờ thì các bạn thấy là ở cái tab local này thì bây giờ tôi có một cái email mới gọi là getting started như vậy. Đó thì đây là cái email mà nó vừa mới tạo ra cho tôi này. Rồi theo thì chẳng hạn như tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là chạy cái Docker email này như trên cái Docker container để mà kiểm tra xem là cái ứng dụng của chúng ta nó chạy nên có thành công hay chưa này. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn như sau. Thì các bạn cũng quay lại cái trang tài liệu thằng Docker này. Rồi theo thì các bạn đến cái phần tạo ấn app container này. Thì các bạn phải run cái lệnh Docker run này chứ dp này. Rồi theo là cái địa chỉ IP là 127.0.0.1 này. Thì cái địa chỉ IP này thì nó tương ứng với lại cái địa chỉ IP là của thằng localhost ấy.
rồi theo là hai chấm bọt này, thì chúng ta sẽ chạy ở cái bọt ở trên cái máy hốt của chúng ta là cái bọt 3000 này, và chúng ta sẽ hai chấm và map với lại cái bọt của thằng ứng dụng của chúng ta ở trong cái container là cái bọt 3000. Thì cái bọt 2.3000 ở đằng sau này thì các bạn không thể sửa được nha. Còn cái bọt 3000 ở đằng trước này thì nó là cái bọt của cái máy host, là cái máy mà chịu trách nhiệm mà vận hành ấy, thì chúng ta có thể sử dụng bất kỳ cái bọt nào khác cũng được. Rồi theo là tên cái image là getting static như vậy. Thì chẳng hạn tôi sẽ copy cái lệnh Docker này này. Rồi theo tôi quay lại cái VS Code này. Và tôi sẽ bát cái lệnh của tôi vô trong cái VS Code ở đây. Rồi theo tôi nhấn Enter để nó chạy này. Đó thì nó đã chạy và nó in ra được cái ID của cái container như vậy này. Thì do là chúng ta sử dụng cái tùy chọn là chữ D này, chữ D tức là detect á, tức là chúng ta sẽ run cái container của chúng ta ở cái chế độ backdown á. Rồi theo là P, P tức là bot á, thì chúng ta sẽ run cái ứng dụng của chúng ta ở cái bot 3000 ở cái địa chỉ IP là 127.0.0.1 như vậy. Rồi theo thì nếu mà các bạn muốn kiểm tra xem là cái status, cái trạng thái của cái container nó như thế nào á, thì các bạn có cái lệnh là Docker VS. Thì nó hiện thị lên một cái container của cái email là getting static thế này, và cái status, cái trạng thái của nó thì nó up được khoảng 1 phút trước đây này. Hoặc là các bạn thể vô cái trong cái tool Docker Desktop này, và các bạn đi vô trong cái tab container này này. Đó thì bây giờ thì nó có một cái container mới của thằng email là getting static cho bạn, và cái status đang ở trạng thái running này. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể nên trên trình duyệt á, và các bạn đi vô trong cái địa chỉ là http 2 chấm chuyệt chuyệt localhost 2 chấm bọt 3000 này, để mà các bạn kiểm tra cái ứng dụng của các bạn này. Thì chẳng hạn là tôi mở một cái tab mới này, và tôi truy cập cho cái địa chỉ localhost 2 chấm bọt 3000. Đó thì nó sẽ sau này một cái trang ứng dụng có cái giao diện như vậy này. Thì nó tương tự như là cái giao diện ở đây này. Đó thì nếu mà các bạn truy cập vô trong cái trình duyệt của bạn ở cái địa chỉ là localhost bot 3000, nếu mà các bạn thấy nó show lên cái trang giao diện như vậy á, tức là cái ứng dụng của bạn nó đã chạy lên ở trên cái container thành công rồi nha. Đó thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn cho bạn tạo ra được một cái Docker image mới với lại thằng Docker. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Thì ở cái buổi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn làm thêm một số cái tính năng nâng cao hơn với lại cái Docker image. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.